con phải làm chi? Lạy Chúa, chúng con phải làm chi để mừng đón Chúa sẽ đến trần gian? Chúng con phải làm chi? Chúng con phải làm chi để nhận lãnh phúc ân của Ngài, để đời sống mãi được an vui? Hãy biết sống tình yêu chia sẻ cho những người nghèo đói quanh con. Hãy rộng lòng chia cơm xẻ áo cho những người lạc bước bơ vơ. Đừng đòi qua những gì ân định, đừng hà hiếm những người cô thế. Thì hồn con là thưa đất tốt để sẵn sàng chào đón mỗi lời. Chúng con phải làm chi? Lạy Chúa, chúng con phải làm chi để mừng đón Chúa sẽ đến trần gian? Chịu bao nhiêu thử thách, tâm trí đừng để mất tin yêu. Vì nay Chúa đã gần đến rồi, hãy mong Chúa sẽ tràn niềm vui. Người nào chân thành yêu mến Chúa, Ngài sẽ ngự vào chính tâm hồn. Oh,